là ngày sinh nhật của bạn Nguyễn Thị Thành Vinh, được mệnh danh là Cọp Hí, là học sinh từng là học sinh của lớp 12A3. Hôm nay bọn mình không có gì ngoài vài nén nhang, một nải chuối và một số món đồ bạn thích. Chúc bạn một ngày sinh nhật thật là đáng nhớ.